Xin chào thầy cô và các bạn, mình là Hoàng Thị Thu Hằng, mình đến từ lớp Lucky cấp 1 của trường đại học Edit. Hôm nay mình làm video này để hướng dẫn các bạn cách chúng ta đồng bộ danh bạ và một Facebook mới như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào CSP, Tukbekar này, Instagram. Thì chúng ta sẽ chọn một cái danh bạ, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái danh bạ khi chúng ta chưa có. Chúng ta sẽ chọn này, các bạn select, chúng ta chọn mobile phone, chúng ta sẽ chọn là yes. Khi đấy chúng ta sẽ ấn follow và xong rồi chúng ta sẽ vào layer, chúng ta sẽ cho cái tiếp theo thì khi mà chúng ta đã vào được cái này thì chúng ta sẽ như sau. Chúng ta sẽ kéo cái danh bạ này. Chúng ta kéo danh bạ này vào bên trong. Thì nó sẽ hiện ra một loạt danh bạ như này. Thì chúng ta sẽ vào tiếp theo, chúng ta sẽ vào phần này. Contact. Và chọn cái thứ ba. Inbox from. Thì đây là danh bạ của chúng ta, tất cả danh bạ chúng ta đã lưu. Thì chúng ta biết là mỗi một Facebook mới thì chúng ta phải thay đổi tất cả các danh bạ. Tiếp đến là chúng ta sẽ làm thế nào để xóa được tất cả các danh bạ này. Thì chúng ta sẽ tải cái Easy Contact Delete này về. Chúng ta sẽ vào, đây là tất cả những cái danh bạ chúng ta mới tải lên. Khi mà chúng ta đã đồng bộ trong ở trong Facebook rồi thì chúng ta sẽ chọn vào để chúng ta xóa đi. Đó. Yes. Đó là chúng ta đã xóa hết 9 số vừa rồi. Thì đó là cái video mình muốn làm để hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta đồng bộ một danh bạ mới và một Facebook mới. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người.